Và thầy Tuấn. Em cho ba điều cày nhất sẽ bay sa bay ngại, nhưng cái răm này nó hơi yếu, em cắt bỏ đi để cho sang năm cây đẹp để mới xuất ra làm cây, thành ra lại yêu cây anh ạ. Cái này do nhiều cây quá em một mình em bấm không kịp nên là thành ra cái nước răm nó bị xấu quá. Để thợ nhà mình bật cắt đi để cho sang năm. Để em cắt chuỗi hết rồi. Cắt chuỗi hết rồi. Cái mai một năm cắt tỉa mấy lần cơ, mất nhiều thời gian lắm. Một ngày như em một ngày em chỉ dành cắt cây cắt không kịp thời gian là nó răm nó. Nhưng mà răm hoa của nó kém. Lỡ ơi, cây vẫn đánh lên được chậu ấy cháu ạ. Cây này. Lỡ ơi, chỗ nào chú Đoan Dương nó ra làm gì? Cắt đi thôi. Cắt đi thôi. Cho nó nảy vụ mới. Chào chào chú Hùng nha. Ơ cô chú không làm chuyến đi hưởng tuần trong mặt ở Sapa à?
xong ấy mà mua cây nhất chi mai thì cũng phải cắt như này, cắt cụt hết đi chứ để nguyên thì mà sang năm nó xấu cây lắm. Cắt cho đau à, nó nảy nảy ra mới tốt. Lỡ đánh cái này lên cho chú nhá. Cái này với cái này nhá. Đúng rồi. Với cái này. Để những cây còn lại tí bón hết phân vào. Bón xung quanh, rắc xung quanh. Đá mà, dính đá mà. Nhìn cây cắt đi nhìn nó buồn cười nhỉ. Cụt ngủn. Xong này trèo trồng dính vườn. Mạng yếu quá.